Đây cô chú anh chị, đây là một cái xưởng đóng ghe ngò cô chú anh chị. Một cái chiếc ghe ngò mà nó dài là 30 mét, cô chú anh chị thử hình dung nó dài cỡ nào. 30 mét, cô chú anh chị. Còn đây là bên này là một cái chiếc ghe đang được sửa chữa lại, những thay dần của cái dáng này, dáng be, nó là be sau này của chú anh chị. Cái độ dày của nó này, dày khiếp luôn á, dày nãy chú lại nói 5 phân. Chú đang sửa chữa lại. Dạ. Chào chú. Chú cho con hỏi thăm về cái chiếc ghe ngò của mình được không chú? Dạ, chú cho con gửi cái này vô túi cho chú. Cái chiếc ghe của mình đó là cái chiều ngang nó bao nhiêu và chiều dài nó bao nhiêu vậy chú? Chiều ngang 1m4. Dạ, 7 thân. Dạ. Rồi chiều dài 30 mét. Ồ, chiều dài nó con thấy là dài dữ lắm luôn á ha. Dạ. 30 mét. Như vậy là mình khi mà mình bơi đua đó chú, nguyên cái đội của mình là bao nhiêu người chú? 75 người. 75 người. Dạ, dạ. 75 người. Rồi tay bơi đủ dầm đó thì 56 người. Dạ. Rồi 56 rồi còn 56 người, có nghĩa là 72 là trong đó có là tay bơi dự bị nữa hả chú? Dự bị. Dạ, còn xuống chiếc thuyền mình đó là 56 người hay chú? Dạ. Rồi 56 người, con thấy có một cái người mà đứng ở sau lái nữa là 57 hay gì chú? 56. 56 hả? 55 người bơi dữ lẻ sao chú? Rồi thổi kè, thổi còi nó 58 rồi. Dạ, 58. Dạ. Mà cái lễ hội bơi đua đó nó nhằm vào ngày mấy tháng mấy chú? Ngày tháng 10, ngày rằm tháng 10. Ngày rằm tháng 10, dạ. Là ở tại, tổ chức tại Gò Quao mình ha chú? Gò Quao. Dạ. Cháu thấy cái be của nó đó chú, cái be này nó dày lắm, cái be này nó bao nhiêu phân vậy chú? 5 phân. 5 phân. Be dành. Be dành 5 phân. Be lường thì 4 phân. Bê lường 4 phân. Dạ. Mình sửa chữa cái chiếc thuyền này nè chú, như gì nè, là bao nhiêu người sửa, và sửa nó mất cỡ khoảng bao nhiêu ngày công chú? Sửa này chừng 12 ngày rồi. 12 ngày. 12 ngày. Mà bao nhiêu người làm chú? Nhiều người lắm, ở trong sắp ta lại tiếp. Dạ. Rồi thở tôi với ông Nhiễu, thì hôm xưa Điền thở 4 người. Cái này anh em là lại để làm tiếp công quả nhà chùa, công quả chứ không có phải là làm tính tiền hay chú? Không có. Dạ. Mà thấy anh em cái như là đoàn kết quá hay chú? Dạ. Là cái ngày lễ rồi con thấy cũng là dân đẩy đất lao động ấy, thì cũng lợi tiếp. Dạ, như là Phật tử thôi ha. Dạ. Hôm qua ấp úp ghe này 80 mấy người mới úp được. Ồ, 80 mấy người mới úp nổi ghe này. Dạ. Yeah. Yeah, con thấy nó vừa dày vừa nặng lắm. Yeah. Mình có ước lượng nó được coi chừng khoảng bao nhiêu tấn không chứ? Không biết cái này. Không biết đâu nha. Yeah. Nhưng mà be này là be gì chứ? Sao, phải sao, phải sao. Và con có nghe nói ở chùa của mình á, là hồi năm rồi đó có vớt được một cái chiếc thuyền hình dạng giống như con rồng hả chú? Dạ, có. Vớt lên rồi để hồi mới vớt lên đó thì để trước ngoài cổng. Người ta đi thông quan vũ á,
Dạ. Sợ công an đem đi vô sao đổ lỗi chứ. Dạ đi đông quá hả chú? Dạ đi đông quá. Dạ. Sợ công an ta phạt. Nhưng mà hồi năm rồi đó mình vớt cái ghe nó lên nó là vào khoảng tháng mấy chú nhớ không? Tháng 4. Tháng 4 rồi hả? Dạ. Dạ, vậy con cũng cảm ơn chú chia sẻ cái trái mà con không biết á, con hỏi chú á. Dạ. Dạ, chú chia sẻ, dạ, con cảm ơn chú nha. Dạ, dạ, dạ. Để dài cái cây này để làm gì chú? Cây đòn cần câu. Cây đòn cần câu là nó sao chú? Cần câu để mình bơi lấy nhịp. Lấy nhịp à, để mình quay cái cây này cho khán giả thôi nha. Rồi để mình hỏi chú, để chú dạy dò cái cây này. Rồi cái cây này mình thấy có để dài ở à đây, rồi mình không biết là ý nghĩa là để làm gì. À, chú nói rõ lại cho con à, cây cần câu. Cần câu nếu mà không có cây cần câu đó thì bơi không có nhịp, bơi thua người ta, ăn thua cần câu đó. Ăn thua cần câu đó. Dạ, thì chỉnh là đúng lắm. Để lên trên cái chiếc ghe này luôn hả chú? Dạ, cột, cột. Dạ. Mình để lơ lửng hay là mình cột về ở góc rồi ngọn này nữa. Dạ. À, có nghĩa là để tìm hiểu thêm với chú nói thì cũng hiểu ít ít thôi chứ cũng chưa có hiểu hung. Dạ. Ừ. Chỉ là cái cây này là nó bắt nhịp đó hả chú? Dạ. À. Vâng, à, thưa cô chú anh chị, à, đây là cái chiếc thuyền gồng mà được chùa ở Sóc Trăng vớt vào tháng 4 ở năm 2022. Thì chiếc thuyền này á, là đuôi phụng đầu thì đồng nha, được cũng được là điêu khắc chạm chỗ hình dáng của con rồng. Thì nông dân muốn phân tích cho cô chú anh chị là cái chiếc thuyền gồng này với cái chiếc thuyền gồng mà được người dân vớt ở tại huyện U Minh Thượng đem về miếu ông vua, nó có khác biệt gì hay là nó có những cái điểm tương đồng như thế nào, để mình quay rồi cho cô chú anh chị xem và phân tích. Thì cũng không khác gì cái chiếc thuyền gồng ở bên kia, là thân thì cũng được chạm chỗ dãy gồng nha, đuôi á thì đuôi phụng. Đuôi á thì đuôi phụng. Còn thân á thì được chạm dãy gồng. Dáng á, cây á, thì mình không biết là cây gì, nhưng mà cũng được đánh bu rồi ha cô chú anh chị. Ở đây á, thì nó cũng có là cái con ốc vít. Con ốc này là con ốc loại mình khoan bắn con đó cô chú anh chị. Đây thì mép bên kia á, thì nó cũng có con ốc này à, thì đây là nó cũng tương đồng, cái điểm tương đồng của nó đinh. Cái chiếc thuyền này thì nó nhỏ hơn nha cô chú anh chị, nó nhỏ cũng gấp đôi á. Chiếc thuyền mép bên bển nó 10 thì chiếc thuyền này giỏi lắm là có 6 thôi cô chú anh chị. Theo mà mình thấy đó, hình dáng phân tích đó, chiếc thuyền này nó nhỏ hơn, cũng được chạm chỗ là nóc. Trên nóc này là gồng, cặp gồng dành quả cầu lửa. Còn ở dưới này là mây. Còn thân ở trên mui thì được giả là ngói. Còn
sàn, còn ở dưới gọi là giềng thì cũng được là chạm qua văn. Đây thì cũng có những cái chị tướng vị Phật gì đó mình không biết, cái này là tượng gỗ đi. Tượng này thì khuôn mặt thì cũng giống như ở bên kia, nhìn thấy nó giống luôn đó, cô chú anh chị. Bên đây được bằng áo, còn tướng thì mấy bên đây mình không thấy, bàn ghế thì không thấy, là thấy bao nhiêu. Đây tiếp tục là đến cái đầu của chiếc thuyền, đây là đầu rồng. Thì nếu mình so sánh á, từ cái cổ thuyền bên kia, thuyền mới bây giờ mình gọi là thuyền mới với thuyền cũ đó nha cô chú anh chị. Thuyền mới thì cái cổ rất là cao, cao lên trên là mình, nếu mà mình đứng là sẽ khỏi khỏi đầu đó, còn cái này là thấp hơn cái đầu của mình đứng. Còn cái thuyền kia đó là đứng là một giới, một giới mà mình chưa giới lên tới nữa đó cô chú anh chị. Thì cái thuyền kia nó lớn, nó cao hơn, thuyền này cổ rồng là cao hơn. Nhưng hình thức á, mấy bên đây là đầu rồng, mấy bên đây á thì một cái mình cho là một cái miếng gỗ và dày cỡ khoảng 2 tấc đi đó. Rồi chạm ra đầu rồng. Còn nhưng ở mép bên kia là cái đầu rồng, rồi có thể nguyên một khối cây tạo ra, bởi vì thịt nó, đầu rồng nó rất là đầy đủ, nanh găng đồ này kia nó ra đầy đủ hết, thì chứng tỏ là một khối gỗ nó lớn hơn mép bên đây rất nhiều, có thể gấp 3-4 lần ở mép bên đây mới là tạo ra được cái đầu rồng mép bên kia. Thì mình so sánh là cái thuyền mép bên đây cỡ khoảng 4 thôi, giỏi lắm là 4, không được nữa cô chú vậy mình xác định là hơn nữa. Thuyền mép bên kia nó tới gấp đôi cái thuyền này. Mà cái chiếc thuyền này á là được những anh em nhà sư cung cấp cho mình biết á, là chiếc thuyền này được anh em nhà sư, anh em và nhà sư kể lại là vớt vào tháng 4. Tháng 4 thì chiếc thuyền này á nó đã có hà, có dấu tích là hà giông đóng này nha cô chú anh chị. Thì tức là chiếc thuyền này cũng thả vào khoảng Tết Nguyên Đán, bởi vì 3-4 tháng sau mới gặp mới vớt lên được, thì chiếc thuyền á nó đã có hà, nó có dấu hiệu là hà bám. Nhưng mà cây thì vẫn là còn tốt nha cô chú anh chị, cây là chưa có một, không có dấu mà gọi là dấu mục đó. Thì mình cũng không hiểu rằng là chiếc thuyền này nó có cùng một nơi sản xuất. Mình cũng không hiểu ở chiếc thuyền này với cái chiếc thuyền kia, là chiếc thuyền mới, nó có cùng một chỗ sản xuất hay không. Thì điều đó mình cũng không biết, bởi vì mình đang đi tìm hiểu nơi nào sản xuất ra, hoặc khi người ta sản xuất ra người ta cúng ở đâu, và sử dụng để làm gì. Thì nông dân cũng đang đi tìm hiểu nha.